Ê hey yo what's up? Lô anh em lô mọi người nhá. Chào mấy em trở lại với cái video theo kênh của mình nhá. Nói chung thì uh, nay thì đang lên cái vốn bên con Hit Club anh em ạ. Anh em cũng hỏi mình khá nhiều tại vì mình cũng làm clip về cái việc là đánh vốn hơi to ấy. anh em mới hỏi là bình thường thì vốn em cũng tầm 5 đến 10M thôi. Đấy đánh làm sao để ổn định ăn non uh, vài củ, một 2 củ liu diêu em đánh uh, muốn đánh ổn định. Thì nay thì mình uh, lên cho anh em quả clip này, nói chung là mục đích chính là chia sẻ cho anh em được những cái hướng cầu cũng kèo đấy em bắt làm sao để có cái độ ổn định cao nhất đấy chốt lãi chốt lời cho nó gọi là ngon lành cánh đáo nhất được chưa thì uh, ok chuyển thôi đấy nói chung là xem cầu nào một cái cầu mà khá là bệt nói chung là con gì thì cũng khá là bệt anh em ạ tay này thì có lên được cái tài không mặc dù là cái tay này thì cái khuôn nó khá là lên tài nhưng mà mình để ý là những cái điểm 11 nó thường gãy về xỉu như ở 11 về 10 này 11 về 9 và 11 về 7 cũng như là cái đoạn này khi mà mình xét dính ngậu thì thấy cái đường nó hơi xỉu một tí Nên là chắc tay này mình làm trước một tay nhẹ nhàng tình cảm năm xị xỉu để xem là nó có đúng như là mình dự đoán Và có gọi là ok la không anh em nhé Thì ok, mở bắt tay này với mình nào Được chưa, tay đầu tiên năm xị nhẹ nhàng tình cảm và chắc chắn là như vậy rồi <laughs> Nói chung là cầu kèo con này thì nó cũng dễ dễ đoán anh em ạ Cơ bản là đi những cái đường kiểu đúng hướng đúng cầu ấy nó tạo ra cái lãi ổn định là lên là ngon thôi chứ không cần phải lo gì quá nặng nề đâu anh em ơi Đấy, được chưa Đấy, nhiều khi là anh em mình để ý một chút là được thôi được chưa cầu này đang hơi bệt nhưng mà mình đang mình nghĩ là đoạn này cũng có thể đi qua một cái gọi là cái đường một một đấy chứ tại vì là cầu thì nó cũng đi quanh ngày và xét thì cũng tùy lúc này lúc kia ờ ừ, tay này thì giống y lúc tay trước luôn anh em ạ không khác một điểm gì khi mà hai con này này thì cái điểm nó khá thấp đấy Hai con này điểm nó khá thấp và con này thì điểm nó cảm giác là không lên được. Tuy nhiên là cái điểm này thì nó có thể lên cao này. Có thể lên cao này. Uhm, ok. Nên là chắc là đâm thêm một cái xỉu đi. 475k xỉu nhá. Ok. Mở bát, mở bát. Nào. Cứ thế thôi, cứ thế thôi anh em nhá. Nào. Xin phép anh em. Order một con xỉu. Và ôi rồi không được rồi thế là khả năng cao đoạn này cầu một, một rồi anh em ạ ừ đó nó bắt đầu chuyển biến đến một cái cầu một một rồi đấy nên là tay này theo một một luôn cái khuôn của một một thì bắt nó rất là dễ rồi gặp gặp con gì bẻ con đấy <laughs> đúng không tay này thì mạnh dạn lên một tí đi mình đi một củ luôn đi đấy tầm này thì mình nghĩ là nên lên vốn tí cho nó gọi là nhanh chốt được cái lãi cái lời thật ra là với cái việc là chỉ đánh với bốn mười năm ấy thì chắc là tay này mình đánh nhẹ nhàng tình cảm thôi nhá tay này bốn mười năm thì mình sẽ đánh cố gắng chốt cái lãi lên đều đều và mình sẽ cố gắng mong cho lên được đâu đấy tầm bảy xị bảy xị nhá bảy xị là gần gấp đôi được tiền vốn thì cũng rất là tuyệt vời nhở Lên được bảy xị thì nó gọi là tuyệt cả là vời luôn a à, bảy củ chứ Đấy, tuyệt vời luôn nên là ok Đấy, cứ đều đều từng tay từng tay một mong là chốt được cái lãi anh em nhá rồi. Nào, mở bát, mở bát. Và đó chính là ôi khó rồi, khó rồi. Cái khuôn này nó cứ đi nửa một một nửa nạc nửa mỡ thế này thì bắt sao được. Ok, qua bên này bắt cái cầu à qua bên này làm cái cầu 21 đi thì anh em có thể thấy rõ đấy. Hai xỉu một tài và cũng là một cái phiên của cầu ngắn anh em ạ. Ừ. Nên là ok nhá mở bát mở bát order cho mình một con xỉu nhá nào xem có gọi là hợp lý không anh em ơi không lẽ đúng cầu đúng kéo không nào sao lại nó trông gai như thế sao trông nó lại trông gai như thế vẫn cứ tiếp tục cầu ngắn đi nói chung là còn nguyên anh em ạ à. còn thở là còn gỡ đấy còn tay là còn đánh em ơi <laughs> vẫn cứ là hai m thì vẫn cứ đánh thôi còn nguyên anh em ơi nên là cứ cứ thế thôi cứ thế thôi tiếp theo anh em nhá hai mờ tay xỉu đến đi tay này xịt là coi như là đen ấy mấy khi lỗ hôm bình thường mà anh em ơi không sao cả hai mờ xỉu và còn nguyên còn nguyên anh em ạ ui tay này tí nữa thì nổ hũ đấy chứ đùa tay này mà nếu mà là cái hũ ba con một là nổ hũ rồi tại vì là cái lượng người chơi tay này nó chết cho năm rồi đấy ừ mém tí là nổ được cái hũ đấy ok thôi không sao mới mất có một xị so với tiền gốc thôi đấy game này nó cho anh em nhiều cơ hội mà anh em đánh bóng thì ví dụ như anh em đặt một tay mà nó thua luôn rồi còn đâu đúng không cái này thì mình nhiều hướng đấy nó không phải chờ lâu và cũng gọi là từ từ mà lên đấy hai m may còn gỡ lại được xíu <laughs> chứ còn tưởng là cút nguyên thì hơi mệt nhờ thôi chín m xỉu anh em nhé chín m xỉu nào nào nào, cứ thế thôi, cứ thế thôi, cứ đều đều từng tay từng tay một anh em ạ. Cứ từng tầng tay từng tay một, cứ thế thôi là cứ thế thôi. Chiến sĩ anh em nhá, lấy lại những gì đã mất. Đấy, mình đi thì mình cứ đi từ dần dần thôi. Cầu kèo cầu kèo mà ổn đấy thì mình phải đi thật là đều đấy, mới tạo ra cái lãi. Chứ đánh nào mà thắng mãi thì anh em ơi. Đấy, đánh phải có lúc thắng lúc thua. Nhưng quan trọng là anh em mình phải giữ được cái đầu lạnh. Đánh đều tay đều cầu. Đấy. Lên lại ngay. Có gì đâu. Cầu này thì giống hướng của 1, 2, 3, Nhưng mà nó cũng giống hướng của cầu ngắn anh em ạ. Ừ. Vừa hướng 1, 2, 3. Mà hướng này cầu cũng khá là ngắn. Ừ. Uhm. Nên là. cái này chắc là. Xem cái xí ngậu đi. Tại vì là những cái điểm. Những cái con này này. Nó không lên quá nhiều nhá. Nó điểm nó loanh quanh ở thấp. Con này thì loanh quanh ở cao. Đây này để mình thử đọc nhá. 3. 355 Nằm... Tay này nhá Mình đọc là 352 anh em ạ Tay này thì <laughs> Mình đang dự đoán là một tay 352 Được chưa Nên là Thì vẫn là xỉu thôi đúng không 352 vẫn là xỉu rồi, đúng không Nhưng mà 62 623 là Dung cúc rồi đúng không Mong mà đúng ý anh em ơi Mong mà đúng hướng nhá Rồi Mở bát mở bát 756 mở xỉu À 756 xỉu Thế thôi Và Giả yes sơ chắc chắn là như vậy rồi Ôi uh, Thay vì là 2 2, 3, năm Thì nó là 1, 3, 6 anh em ạ Ừ đều là đúng hướng cả Đấy chưa Anh em đang ngồi xem được một câu chuyện về từ vượt khó vươn lên <laughs> Đánh từ uh, Đánh từ uh, Tưởng như là ra đảo khơi rồi Nhưng mà nó lại về được cái bờ Trời ơi Quá là đã uh, Tay này thì uh, Mình đang muốn đi một cái bệt Thôi ôn in đi bệt đẹp đấy bệt tay này quá đẹp luôn cái đường xí ngậu này có những con nó xuống rất là sâu ví dụ như con này thì là điểm 6 ấy nó có trường hợp nó xuống cả điểm một luôn điểm hai luôn và con này thì anh em biết rồi nó khuôn nằm ở cái điểm một hai rồi nên là tay này khi mà bao con xúc sắc ấy mà đó hai con con một con hai rất là ngắn rồi thì cái tỷ lệ mà nó có thể lãi được ở tay này là rất là cao và mình thì mình xin phép là tự tin ôn in một phát để xem là lãi lời như thế nào xem có gọi là ok la không nhá tự tin anh em ạ à, tự tin nhá và